Bí mật của tâm thức trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, tác giả ông Joseph Murphy, ông có chia sẻ: tính lưỡng diện của tâm thức, bạn chỉ có một tâm thức, nhưng tâm thức đó sở hữu hai thành phần chức năng riêng biệt và tiêu biểu. Cái ranh giới ngăn chia hai phần đó khá quen thuộc với các nhà nghiên cứu tâm thức. Hai chức năng của tâm thức về bản chất khác biệt nhau, mỗi chức năng có những thuộc tính và năng lực riêng biệt và rõ ràng, đó là ý thức và tiềm thức. Ý thức của chúng ta chiếm 10% năng lượng thông tin. Nó có chức năng lựa chọn và ra quyết định. Nó giống như một người thuyền trưởng. Nó ghi nhận bằng 5 giác quan, biết phân biệt đúng sai, phải trái. Hai là tiềm thức, nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin, nhưng nó chỉ có chức năng đồng ý và cho thêm. Nó giống như những người thủy thủ viên ở trong boong tàu, thực hiện theo chỉ đạo của người thuyền trưởng. Nó không phân biệt đúng sai, nó không biết phân tích phải trái, và nó không hiểu từ phủ định, nó không biết thật hay là giả vờ. Nó giống như là mình đang hình dung tưởng tượng cầm một quả chanh, thái ra từng lát, và mình cầm một miếng chấm vào đĩa muối, cho vào miệng, nhai chanh, mình có cảm giác chua và chảy nước miếng. Hay là các anh chị không được nghĩ đến một nải chuối to màu vàng nhé. Các anh chị không được nghĩ đến một nải chuối to màu vàng. Vậy thì các anh chị có nghĩ đến nải chuối to màu vàng không ạ? Tiềm thức của chúng ta nó hoạt động đúng như thế. Cho nên tất cả những suy nghĩ, lời nói mà chúng ta gieo vào trong tiềm thức của mình cũng giống như là mình gieo một cái hạt mầm xuống dưới đất. Đất nó không có quyền từ chối, nó không có quyền lựa chọn. Gieo cái gì đất nó nhận cái đó. Tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Chúng ta gieo những suy nghĩ, những hành động tích cực, những lời nói tốt đẹp thì chúng ta sẽ gặt những cái điều tốt đẹp. Nếu chúng ta gieo những cái suy nghĩ, lời nói không tích cực thì chúng ta cũng phát ra một cái tần số năng lượng để chúng ta thu hút những cái điều không may mắn đến với mình. Hằng đang có một cái nhóm học tập, hàng ngày được những người thầy đã ứng dụng rất là thành công, rèn luyện chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức để giao tiếp đúng với tiềm thức, giúp cho chúng ta có những điều tuyệt vời hơn về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nếu các anh chị mong muốn cùng được rèn luyện mỗi ngày thì có thể nhắn tin cho Hằng hoặc nhấn vào link dưới avatar của Hằng để tham gia nhóm học tập và lưu cái video này chia sẻ cho nhiều người biết đến các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị.